Xin chào các bạn quay trở lại với kênh nha. Thì hôm nay mình xem thử trong giỏ đồ chơi của mình có xe gì nha các bạn. Thì hiện tại ở trên trước màn hình của mình là đang có một chiếc xe cần cẩu này các bạn. Xe này xe cần cẩu nha. Ok. Rồi tiếp theo mình cho xe cần cẩu qua một bên. Tiếp theo đây là một xe chở đất nha các bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đây là một chiếc xe chở đất. Wow, cho qua một bên luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo, wow, đây. Đây là một vỏ xe của mình nha các bạn. Đó, hiện tại thì mình đã có một chiếc xe máy cày mèo đỏ. Wow, khá là mạnh luôn. Đây để mình test chạy thử nha các bạn. Đó, wow, nó có độ nhún 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 luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo, wow, đây là một chiếc xe máy kè, lại là một chiếc xe máy kè, wow, một chiếc xe máy kè mèo mèo xanh nha các bạn. Wow, xe máy kè mèo xanh. Ok, thôi mình sẽ cho xe máy kè mèo xanh chạy. Wow, tông trúng chiếc xe máy kè mèo đỏ luôn. Rồi tiếp theo mình có, wow, một chiếc xe máy kè mèo mèo xanh lá, mèo xanh nước biển nha các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Sau đây nhiều chiếc xe máy cày quá trời. Đó. Thôi, mình sẽ test thêm sao. Rồi, xem thử ở trong. Đây là bộ đây là cái bình xăng nha các bạn. Này các bạn, để này. Đó, xăng xăng 95 này, xăng 92 này. Ok. Ơi xe nào hết vô đó đổ xe. Rồi mình sẽ cho xe mấy cái, wow, xe mấy tài tầm tầm trúng bên xe luôn các bạn. Rồi đây là một cái công trình nha các bạn, cây công trình này. Đây là có một cái càng gạt qua nữa. Rồi tiếp theo mình dùng cây đó các bạn. Wow, một chiếc xe buồn này các bạn. Xe này chữa buồn nước này các bạn ơi. Thôi. Wow, tuyệt vời. Tiếp tục mình sẽ lấy xe nào đây. Có một cái con tôm này nữa các bạn. Thôi, mình sẽ cho một con tôm này lên nè. Lấy xe cẩu nha các bạn. Đây, xe đây là một chiếc xe cẩu này các bạn. Xe cẩu của mình có thể bơm dầu này các bạn, nâng lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Quá tuyệt vời đúng không? Và hạ xuống này các bạn. Wow, quá đã luôn. Rồi cho một chiếc xe, cho con tôm đi lái chiếc xe cẩu này các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Thôi để xem mình sẽ cẩu được con tôm này lên không nha. Đó, thôi mình sẽ cần ra cho cái cần dài ra nha các bạn. Đây. Rồi một con tôm lên. Rồi mình sẽ bấm cái phím này để nâng con tôm lên. Wow, tôm khá nặng luôn bạn. Wow, mình nhấn đây cũng khá là nặng luôn này. Wow, lên. Lên. Wow, một chú tôm đã lên được ở trên cao luôn này các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Quay qua đây để hạ con tôm xuống nha các bạn. Rồi khi cậu hạ con tôm xuống. Rồi mình sẽ hạ con tôm từ từ xuống nha các bạn. Tuyệt vời. Rồi đây là cho quan bên. Rồi tiếp tục xem gió xe của mình, xem được có xe gì nha. Wow, một chiếc xe trộn bê tông hình một chiếc xe trộn bê tông hình con rồng nha các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi tiếp theo ta chọn xe gì đây. Đây này các bạn, đây là một chiếc xe cẩu công trình. Mình sẽ cho nó vô đây này các bạn. Đó. Nó có ngàm này các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Đây có thể xây được vòng tròn nữa các bạn. Wow, quá đã luôn. Thôi cho qua một bên xe công trình các bạn. Có công nhân nữa này các bạn ơi. Huy hình công nhân. Ai mình công nhân trình xe đây đứng đây để chỉ đạo những chiếc xe tránh công trình này ra nha các bạn. Đó, wow, nó có một cái xanh nữa này các bạn, nó thấy chưa. Rồi ok, tiếp tục
Wow, nguyên bộ công trình này các bạn đã. Đây nữa, bảng báo hiệu này, chiều cao 33,5 m này các bạn. Rồi. Ok. Rồi, mình sẽ lấy chiếc xe nào đó để đi đi. Wow, wow, có máy bay trực thăng này các bạn ơi. Các bạn. Wow, chào. Rồi, máy bay trực thăng này các bạn, quá đã luôn. Wow, máy bay trực thăng này bị hư bánh đà rồi các bạn ơi. Không thể chạy được bánh đà rồi. Thì máy bay màu vàng này có chạy được không nha? Máy bay màu vàng này chạy được nè các bạn. Rồi, chạy thêm ha nha. Wow, tông trúng công trình đang thi công luôn các bạn. Quá dữ. Rồi, qua một bên các bạn. Qua một bên đi. Wow, một chiếc máy bay có thể đi tông trúng ở đây, đi dèm qua bên kia luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Chiếc xe hôm nay là mình có xe gì ta? Khá nhiều xe luôn các bạn ơi. Wow. Đây, chiếc xe mô tô màu đỏ này các bạn. Đó, thấy chưa? Xe mô tô màu đỏ. Có xe tăng này các bạn nè. Đây cũng có một chiếc xe tăng nữa, là mình có hạt hai chiếc xe tăng này các bạn. Wow, quá dữ luôn rồi. Wow, một chiếc xe trộn bê tông bé này các bạn. Đó, thấy chưa? Wow, xe này quá chạy tốt các bạn ơi. À, mình sẽ chết chạy cho bạn xem nha. Wow, tới đó là dừng luôn đó các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ dùng một chiếc xe này. Wow, chiếc xe này khá là lớn luôn nha các bạn. Để chở toàn bộ xe. Rồi, mình sẽ đưa xe máy cày rồi lên nha các bạn. Đi câu qua ngồi công trình làm việc. Rồi, một chiếc xe máy cày nè. Wow, hai chiếc xe máy cày nha. Wow, hai chiếc xe máy cày muốn đầy xe rồi các bạn ơi. Thôi, mình sẽ lấy thêm một chiếc xe máy cày màu xanh nữa nè các bạn. Wow, được ba chiếc xe máy cày. Wow, xe chở chất này chở khá là nhiều xe. Thôi, tiếp theo mình lấy xe trộn bê tông nha, để xây dựng nhà nha. Rồi, một chiếc xe trộn bê tông nữa. Wow, rồi chở toàn bộ công trình đi nha các bạn. Đây là một chiếc mô tô nữa. Wow, xe trộn bê tông nhỏ cho lên luôn. Và xe chở nước nữa nha các bạn, xe chở nước để trộn bê tông nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Xe này chở được khá là nhiều xe luôn nè các bạn. Ba chiếc xe máy cày, hai chiếc xe trộn bê tông, một chiếc xe chở nước, với lại là một chiếc xe mô tô. Rồi mình sẽ chắc lên công trình luôn. Đây, cây xăng chở luôn, cây xăng đi luôn nha các bạn. Rồi lên xe. Wow, có người đi đầu tiên luôn nha. Thêm một anh công nhân lái xe đi đầu tiên luôn. Rồi cho vô luôn. À, công trình đây mình sẽ chắc ở đây. Wow, có chuẩn bị gạt xe nha các bạn. Wow, một chiếc xe chở đất có thể chở là khá nhiều xe luôn bạn. Wow, chở tới nơi làm việc thôi. Chở mình sẽ chở một tới nơi mấy xe kéo này nha các bạn. Wow, kéo này khá dữ luôn rồi. Rồi mình sẽ đưa vào. Wow, rồi sẽ chôm kéo xe này đi nha các bạn. Xe kéo lật qua, lật cái kéo qua nha các bạn. Rồi móc vào, rồi lên được. Nè, đây thôi. Wow, quá tuyệt vời luôn. Tới nơi nha. Hẹn clip của mình đến đây là hết. Hẹn gặp các bạn clip sau nha. Nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh để mình ra nhiều clip mới nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.